Hiện tại thì tuy là em cũng tham gia rất là nghiêm túc, nhưng mà cái cường độ tham gia và cái mật độ trong cái lịch trình của em thì nó vẫn là một cái hoạt động mà em thử nghiệm thôi, chứ cũng chưa phải là một cái nghề nghiệp. Và ok, nhưng mà có nghĩa là trước khi mình bắt tay với bộ phim Mắt Biếc thì chắc hẳn là mỗi diễn viên ở đây mà chúng ta đều có một khoảng thời gian đọc qua Mắt Biếc hoặc là tìm hiểu qua cái bộ phim, qua câu chuyện đúng không? Thì đối với một cái tác phẩm đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng của rất nhiều khán giả, thì khi mà nhận cái bộ phim này được nhận thông tin là mình được là tham gia bộ phim rồi á, thì các bạn cảm thấy lo lắng nhất ở chỗ nào, và cảm thấy mình cảm thấy lo lắng cho bài diễn? Lo. Em rất là lo luôn, tại vì á lại phải nhắc thêm một lần nữa về vấn đề tuổi tác. Thật sự thì trong đoàn Mắt Biếc sao đẹp giới nữ thì em là người lớn tuổi nhất, nhưng mà em lại phải vào cái vai nhỏ nhất, là em đã gần 25 rồi, mà Trà Long thì mới có 15-16 thôi, là cách nhau tới 10 tuổi rồi. Là em sợ là mình vào vai này sẽ kiểu hơi bị dừ quá thì sao đó, nhưng mà cũng may là nhờ cái anh chị ở cái makeup là em cũng đã trẻ rất là nhiều. Và cái điều em rất là em lúc mà em nhận được vai Trà Long á, kiểu em không tin vào sự thật, là em không tin được luôn á. Mà mỗi buổi sáng tất nhiên em phải mở lại tin nhắn điện thoại xem coi thử là ủa mình có bị nằm mơ không ta, gì đó. Và cái điều lo lắng thứ hai nữa là em lo lắng cho gia đình em, tại vì á là các anh chị ekip á có dặn em là chưa được công bố nhân vật á thì chỉ nên nói cho bạn bè người thân biết thôi, để tránh cái tin tức nó lọt ra ngoài. Em cũng dặn cho ba mẹ em là ba mẹ ơi mình này mình nội bộ mình biết thôi nha. Cái ba mẹ ừ biết rồi. Xong á là lúc mà tết em về trời ơi cả làng cả xóm nhìn qua trời chúc mừng em nha, em bị nghĩ là chị mẹ đó phim điện ảnh lớn lắm phải không, trời ơi em rất là sợ luôn, hoang mang luôn. Mà em đâu phải dặn mọi người là đừng nói gì hết nha đó, cho nên là ngay cả bây giờ mà khi mà em đi ra ngoài đường em gặp các bạn nhận ra em á, các bạn chưa kịp nhận ra em là ba em đã khách vấn đó chụp hình không